Wow, sao anh ấy tốt, tuyệt vời. Wow, bảy người hay quá, tuyệt vời. Chào anh em, chào mừng em trở lại channel YouTube của Theta Soccer. Và trong video clip ngày hôm nay mình tiếp tục làm series thử thách bóng đá. Và nhân vật ngày hôm nay đó là Khoa Kuto. Xin chào các bạn. Em có thể giới thiệu tên cho mọi người biết không? Em tên là Nguyễn Thành Khoa. Nguyễn Thành Khoa. Sinh nay hiện tại sinh năm 2000. Sinh năm 2000. Và hiện tại đang thi đấu cho trẻ Lê Minh. Trẻ Lê Minh FC. Sao em có nickname là Khoa Kuto vậy? Em thần tượng thủ thành của Real Madrid. Yeah. Sở trường sân 5-7-11. Sân 5 và hiện tại đang tập luyện sân 7. Yeah. Thế đầu tiên chắc là đá sân 5 trước đi. Rồi sau đó đá sân 7 sau nha. Ok anh. Em cầm gì trên tay vậy ta? Bao gối, LH. Đeo bao gối. Cái bao gối này có tác dụng gì cho bảo vệ đầu gối mình thôi anh? Là sân 5 em mới xài đúng không? Dạ đúng. Sân 7 có xài không? Dạ không anh. Dành cho sân 5. Sân 5 là khủ môn nào cũng đeo đúng không? Dạ đúng rồi. Không, nhiều bạn không biết đâu. Có rất là nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về vấn đề là thủ môn sân 5 và sân 7 và sân 11. Thật ra là thủ môn sân 5 á, là họ ít bay nhảy. Đa số là chỉ là khuỵu gối che chắn. Nên khuỵu gối nhiều sẽ dễ bị đau gói, nên thành ra là sẽ sử dụng cái bao gói như thế này. Cái chức năng chính của cái đầu gói này là chống xước hay là cái gì em? Chống ảnh hưởng tới xương, bộ xương. Ok, đó một kiến thức rất là hay dành cho anh em. Nhưng mà si cảm gì vậy? Gimbal. Đây là dụng cụ quay của anh vậy. Ok, giờ thì cùng bắt đầu thử thách với Khoa Kuto. Hôm nay có cả Khôi nữa, một pivot của trẻ Lê Minh FC tham gia chung cho đông vui. Rồi, thử thách đầu tiên thì Khoa dưới kia sẽ chụp goal, rồi mình ở đây sẽ lừa qua Khoa và ghi bàn, lừa qua mới được nha. Đi luôn. Wow, quá hay, một pha cản phá rất hay của Khoa. Không ngờ. Wow. Không vào. Vẫn không Khoa được. Khoa Kuto. Thành công nha. Messi. Dứt banh qua đầu, không thành công. Wow. La Cresta. Pha ghi bàn rất hay của Khôi. Wow, pha cản phá rất tốt của Khoa Kuto. Hai lần thi chiến thắng rồi trời. Wow. Yeah. Không vào. Mém vào. Yeah. Không vào. Wow, một pha đổ người rất tốt của Khoa Kuto. Xì cái nữa. Wow. Yeah, cuối cùng Messi đã có bàn. Quá hay. Đi luôn. Bịt luôn. Wow. Yeah.
Nãy giờ lừa đã rồi, giờ chuyển qua sút. Cự ly là 10 mét. Thủ môn thích đứng đâu cũng được, thích dùng bộ phận gì bắt cũng được. Biêu. Đố với bạn luôn, thủ môn các bạn thấy mà. Không sở trường của nó mà. Vô. Sút. Ê. Ô, điu. Không qua. Không muốn lắp bóng các bạn ơi. Qua. Cú đặt lòng rất tốt. Qua wow, thôi. Đủ tài của pha đi chứ. Yes. Anh thấy vô rồi. Nữa. Hôm nay mà là cuộc thi đá sàn ngang thì chắc thôi là cũng thắng các bạn ơi. Biết bài hay sao ta, quen nhau biết hết là sao ta. Thủ môn bắt tốt quá các bạn, mình xin thua. Chết này. Wow. Xuất căng. Nói gì vậy Si? Wow. Lại nè, chào quả nữa. Chào ăn hạnh. Wow. Cú khút. Khá dễ. Wow. Cú sút rất mạnh và bay hết người. Qua. Đá giữa ngoài ta. Qua. Qua. Mình ngay góc rồi. Vẫn bay xa kẹp. Quá hay luôn. Cú dứt điểm rất tốt của Messi. Nãy giờ góc đó luôn á. Wow. Wow. Một pha bay người rất tốt. Wow. 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 Anh em ơi. À, tiếc. Wow. góc cũ. Rất khó. Hơi dễ. Wow. Thì chuyển qua góc cao để mà làm khó qua hơn rồi bạn. Không đủ hiểm. Trời ơi. Giữa không? Giữa được pha lắm. Khó ăn đúng không ạ? Good.
đâu có lụa. Dễ ăn khoa lắm mà, đây lốt liền. Ok, nãy giờ đá sân 5 rồi, giờ chuyển qua khung thành sân 7. Cự ly 16m. À đây đó. Chuyển qua mang găng tay lẹ dưới vậy. Ok thiệt, chuẩn bị sẵn. Hơi đẹp á. Mua bao nhiêu vậy? 1.4 triệu. Wow, rất là đầu tư cho sân 7 và 11. Chắc chắn quá, chuyên nghiệp quá. Biểu hiện của rất kiến. Ok, sẵn sàng nha. Ok. Vô. Quên, này là bóng size 5 dành cho đá sân 7 với 11 nha. Chứ còn ra cự ly này mà đá banh phút xanh size 4 nữa sút không nổi đâu. Không ăn nổi các bạn. Rồi, xe đá chứ đi. Bóng tầm đó. Wow. Mình cứ lộng các bạn. Wow. Ba bài người rất tốt. Đến khi gạch. Banh nó hơi lẹ, nên trúng đi mà. Có sao không? Ba sạc người. Wow. Wow. Một cú nữa ngay sàn ngang. Góc A anh em ơi, góc A. Làm sao ai được? Pha bay được rất tốt em mà rồi nha. Nhưng mà góc A. Mọi người rất tốt. Wow, tiếp tục. Một pha cứa lòng ngay xa. Chú cha ơi, xì xíu ác quá. Y chang cái trái mình chân nào. Mình xuất khó quá anh em ơi. Mà cứu ông rất tốt. Wow. Wow, pha bay người. Quá hay. Đúng rồi, quá ơi. Wow. Tuyệt vời. Bay người rất tốt. Oh my god. Oh my god. Tuy rất là biết hành pha nhưng mà không thể đạp. Hiểu lắm, nhưng qua không nói không. Hết cây nè. Yeah. Và mọi người rất tốt. Yeah. Ừ, đúng không? Nếu lựa chọn cái cách chụp này. Bay sau. Wow, sút ác quá. Đổi góc chứ. Thánh xà ngang kia Messi. Luôn mấy giờ chơi đá bóng bay nữa rồi. Bao nhiêu cái rồi các bạn. Thánh xà ngang kia Messi. Oh. Thánh cầu vòng TV Star. Thánh cầu vòng TV Star.
Wow, tay bay người tốt, tuyệt vời. Wow, bay người hay quá, tuyệt vời. Em làm gì đi? Yeah, bay người rất hay. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi xong, nãy giờ sút cũng đã rồi. Không biết là em nghĩ gì về những cú sút của anh với lại Kim Messi? Khá là căng. Khá căng. Cũng mấy pha ngay góc A bay ổ tới rồi đúng không? Quá hiểm quá hiểm. Nhưng mà để đánh bại pha cũng khá là khó, không phải đơn giản nha. Một trong những thủ môn trẻ tiềm năng. Dạ, em có thường hay tập không? À, em cũng hay tập, nhưng mà chủ yếu là sinh năm. Chủ yếu sinh năm hả? À, hiện tại đang tập sinh bảy nhiều hơn. Sân 11 thì sao ta? À, cũng có sẽ có định hướng trong tương lai. Dạ. Yeah. Chơi ba sân luôn hả? Chơi ba sân không bỏ sân nào hết anh em ơi. Dạ, nói không. Chung là Khoa là một thủ môn mình thấy chụp rất là tốt nãy giờ. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho Khoa một like, một subscribe nha. Mình là Thierry Sai. Mình là Võ Trung Kiên. Mình là Nguyễn Thành Khoa. Xin chào em, gặp lại.